con này tôi lấy con này, này chúng ta lùa lông gà này áp vào phía lưng. Đấy, móc nó lên. Đấy. Mang ra chén sắt chúng ta để. Đấy. Giọt mật nó giảm giữa này, chúng ta đặt xuống, nghiêng cái lông gà này đi cho nó bám vào. Chúng ta làm rất nhẹ nhàng. Đấy, thế là con ấu trùng nó đã nằm gọn trong đây nha. Này.